đây mình đi xuống Hòa Châu Giang các bạn, đi nguyên chiếc xe luôn đó. Vẫn còn những chiếc phà qua sông. Và Châu Giang chắc tương lai cũng có thể là sẽ xây cầu luôn đó. Xe mình nông bắt là đó, các bạn thấy phà không? Cung Thành phà. Đoàn xe mình đang trong phà nha, qua phà nha, chúc ngày mới cả đoàn tốt lành nha. Đó, mình nói em đẹp đâu? Dạ, đây em đi hả? Ở đây em dạ. Cái băng đô đâu, để băng đô chị em. Băng đô vô. Để đâu chặt đồ chặt. Rồi, phà bắt đầu chuyển bến các bạn ơi. Bây giờ ở miền Tây mình cũng còn rất ít phà các bạn. Đa số là đã làm cầu hết rồi. Đây là chuyến phà buổi sáng đó các bạn. Đó, có những hành khách đang đứng thông qua ô cửa sổ của phà ngắm cảnh sông nước. Phà này mình thấy chạy chậm các bạn. Phải không? Phà chạy rất là chậm. Là cái bến phà cũng không có xa lắm các bạn. À, bên kia là những cái nhà sàn. Sông nước miền Tây. Rồi, sắp cập bến rồi các bạn ơi. Đoạn sông này cũng ngắn lắm. Đó. Bây giờ chiếc phà 003 52 đang rời đi để chiếc phà của mình sẽ cập vô bến các bạn ơi. Cứ thế là lần lượt đi rồi lại về, đi rồi lại về cảnh sông nước của miền Tây. Đó là cái cảng cọc đó các bạn. Rồi, đó là cặp cảng đây các bạn đó. Đã tới rồi.
xe máy sẽ qua trước các bạn ơi. Rồi xe mình tiến vào sân kết thúc vượt chiến phà an toàn.